Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáng nay, tại làng trẻ em SOS, Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với Amway Việt Nam đã tổ chức lễ phát động chương trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi. Chương trình là một phần trong các dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi trong giai đoạn 2019-2020 mà Amway Việt Nam đã ký kết cùng với Bộ Y tế. Trong giai đoạn này thì Amway đã mở rộng quy mô của chương trình với mong muốn có thêm nhiều trẻ em được thụ hưởng lợi ích từ chương trình, từ đó góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em, giúp các em phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm đầu đời, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Trong vòng 2 năm, dự án đã cung cấp miễn phí hơn 1 triệu hộp Nutrilite Little Bits cho hơn 85.000 trẻ em tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Giang. Với một cái phương châm là làm những chương trình cộng đồng bền vững và hoàn thiện, thì chúng tôi hy vọng là với chương trình này thì Amway Việt Nam sẽ đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em tại hai tỉnh Hà Giang và Nghệ An nói riêng và cũng như là toàn quốc nói chung.